Một bàn tay thường xuyên thất bại, làm ăn thua lỗ bết bát, và một bàn tay gặp nhiều may mắn trên đường công danh sự nghiệp, có thể trở thành tỷ phú và giàu có. Cái điều này luôn luôn thể hiện rõ trên từng bàn tay của mỗi người. Đó là điều mà bấy lâu nay các thầy tử vi, tướng số, thầy xem chỉ tay, xem tướng pháp luôn luôn tìm tòi, nghiên cứu và để luận đoán cho mỗi thân chủ. Và theo kinh nghiệm bấy lâu nay của mình, môn xem chỉ tay thực sự là chính xác, bởi vì không có điều gì có thể giấu được trên lòng bàn tay. Qua từng đường chỉ của mỗi người, số phận của mỗi người sẽ được đánh dấu và được thể hiện. Hôm nay đây, mình cũng xin gửi tới mọi người một mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1989. Đây được đánh giá là mẫu bàn tay tiền bần hậu phú, trẻ tuổi thì vất vả, cơ cực, gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống. Nhưng về hậu vận thì được sung túc, đầy đủ về tiền tài vật chất, cũng như là về tuổi thọ và con cái. Sau đây, mình cũng xin phân tích rõ từng đường chỉ để cho mọi người cùng chiêm nghiệm và có thể nhìn qua cái video này đây, thông qua những cái chi tiết này có thể tự xem cho chính bản thân mình mà không phải đặt lịch hoặc là đến bất cứ nơi nào để mà coi cả. Và có một điều đặc biệt, đối với bàn tay của người phụ nữ này, mình sẽ xem bàn tay trái. Lý do bởi vì tay trái có nhiều đường chỉ nó rõ nét hơn, nó đậm hơn, khiến cho ta có thể quan sát một cách kỹ lưỡng và chi tiết hơn, thì ta sẽ xem thông qua bàn tay trái. Ta nhìn tổng quan bàn tay thì bàn tay khép lại khá là chặt, màu sắc hồng hào tươi sáng. Và cái đầu ngón tay trỏ nó hướng về ngón tay giữa, thể hiện là người rất là hoạt bát, rất thông minh, nhanh nhẹn, có tâm và có tính cầu tiến trong công việc. Luôn luôn là người cẩn mẫn, biết phấn đấu cho sự nghiệp và không bao giờ thích lơ là hoặc là lười biếng. Những người lười biếng chắc hẳn sẽ không bao giờ có một cái ngón tay trỏ mà nó hướng về ngón tay giữa đâu. Đấy, cái ngón tay trỏ thường của những người lười biếng họ sẽ thường quăng queo và không có ngay thẳng. Đây là một cái nét ưu tú cho mẫu bàn tay này. Màu sắc da tay cũng rất là hồng hào. Mọi người thấy không? Màu ửng hồng, không có đỏ quá này, không có nhợt nhạt quá này. Và hai cái tông màu đan xen đó là màu hồng và màu trắng, rất là đẹp, thể hiện là người có khí huyết tốt này, sức khỏe tốt này. Và ta có thể biết về quá khứ cũng như cuộc đời của một chủ nhân mẫu bàn tay này thông qua đường chỉ sinh đạo vị trí mình khoanh đây. Đây được gọi đường chỉ sinh đạo. Cái giai đoạn đầu của đường chỉ sinh đạo này xuất hiện rất nhiều vết cắt, một vết cắt này hướng xuống này, vừa cắt lại vừa hướng xuống này, rất nhiều nhé. Mọi người thấy rõ không? Rất nhiều. Đây sẽ là dấu hiệu của người cũng làm được ra tiền và thời vận của họ sẽ gặp nhiều bất trắc, làm ăn bị thua lỗ, rồi cứ mất rồi lại có, mất rồi lại có, nói chung là làm ra đồng tiền đấy nhưng mà không giữ được, dễ bị thất thoát ra ở trước những năm 40 tuổi. Đấy. Cuộc đời của người này sẽ gặp rất nhiều chông gai trong việc đầu tư này, kinh doanh này, làm ăn bất cứ việc gì này, hay gặp phải sự thua lỗ này, thất bát này. Và khi bước ngoài 40 tuổi thì cái đường sinh đạo của mẫu bàn tay này lại xuất hiện rất nhiều đường chỉ hướng lên đẹp và rõ nét, mình có thể vẽ cho mọi người xem. Đây, đây là một đường chỉ hướng lên rất là rõ nét đây. Một đường chỉ này rất là đẹp này. Đấy, hai đường chỉ này, ba đường chỉ này. Đấy. Bốn đường chỉ này. Đấy. Đường chỉ hướng lên rất là đẹp. Đây sẽ báo hiệu là khoảng thời gian từ ngoài 40 tuổi chủ nhân của mẫu bàn tay này sẽ làm được ra tiền. Kinh tế lúc đó sẽ giữ được, làm được bao nhiêu sẽ tụ được lại bấy nhiêu, không có bị mất mát nữa. Cũng như vậy, thông qua những cái đường chỉ hướng lên hoặc hướng xuống. Ta quy ước hướng xuống đó là lúc làm ăn bị thất bại, thua lỗ và có thể bị phá sản. Và những cái đường chỉ hướng lên là khoảng thời gian chúng ta làm được nhiều tiền, lúc đó tiền vào rất là dồi dào và tụ được của. Cứ thế mà tính. Cái điểm khởi nguồn của đường chỉ sinh đạo, ta có thể đoán biết cái thời điểm lúc nào ta được, lúc nào ta mất. Đây là cái thời điểm bắt đầu từ 1 tuổi. Và cái phần cuối đường sinh đạo sẽ là báo hiệu về cuối đời. Đấy, cuối đời. Ví dụ mẫu bàn tay này mình đánh giá có tuổi thọ khoảng gần xấp xỉ 70 tuổi. Đấy, thì cái khoảng thời gian bị mất tiền này, ra tiền này, không giữ được lại này, nó sẽ rơi vào khoảng 40 tuổi. Và sau hậu vận 40 tuổi thì không thấy đường chỉ nào hướng xuống nữa, thì bắt đầu này tay này sẽ làm ăn lên, kinh tế nó sẽ khá hơn và phát triển hơn. Đấy. Còn những người nào mà về hậu vận ấy, về cuối đấy lại xuất hiện nhiều đường chỉ hướng xuống ấy, đó là cái hậu vận của họ rất là tồi tệ, kinh tế sẽ rất là eo hẹp, nhiều khi không có nhà để ở nữa và phá sản, phải bỏ xứ đi nơi khác để mà lập thân. Và có một điều đặc biệt,
đó là ở mẫu bàn tay này lại xuất hiện hai đường chỉ số phận chạy song hành. Đây là một đường chỉ số phận đây này. Đấy, và đây cũng là một đường chỉ số phận nữa. Người nào sở hữu hai đường chỉ số phận thẳng, rõ nét sẽ là người có tính cương trực, thẳng thắn. Nó như là một cái bánh lái, nó như là một cái la bàn để định hướng cho cuộc đời của họ đi theo một con đường đúng đắn. Đấy. Các bạn cứ để ý, người nào xuất hiện đường chỉ số phận từ ngay cổ tay, chạy thẳng hướng lên, đậm và rõ nét, nó hướng thẳng lên gò thổ tinh như này, sẽ là người thẳng thắn lắm, rõ ràng lắm. Họ luôn luôn biết hướng cuộc đời của họ đi theo một con đường quang đãng, không bị sa ngã bao giờ cả. Nếu mà ai bảo họ cho tiền họ để họ đánh đổi cái đạo đức, cái lương tâm của họ vì đồng tiền để làm việc sai trái hoặc hại người khác, chắc chắn họ sẽ không bao giờ đánh đổi. Vì thế đây cũng là một cái nét tốt, một cái dấu hiệu tốt xuất hiện trên bàn tay này. Và cái đường chỉ số phận thứ hai thì cái điểm khởi nguồn của nó là ngay gò thái âm. Đấy, nó phát nguồn ngay gò thái âm, sẽ là dấu hiệu của người thường xuyên được mọi người xung quanh giúp đỡ, đa phần đến từ người ngoài xã hội, anh em bạn bè ngoài xã hội. Đây cũng là cái sự may mắn tốt đẹp. Đây là dấu hiệu quý nhân phù trợ mang lại. Và ta sẽ đi phân tích tiếp, đó là đường chỉ chí đạo. Đường chỉ chí đạo, tại sao người ta được gọi là đường chỉ chí đạo? Chí đạo sẽ chủ về trí tuệ của họ, sẽ chủ về các bệnh về phần đầu của họ, sẽ chủ về tư duy, ăn nói, ngôn luận của họ như thế nào, có tài quản lý hay không, có học hành khá hay không, học giỏi hay không, hay là đầu óc kém cỏi, và bản lĩnh có lớn hay không thì cũng thể hiện qua trí đạo. Nó sẽ chủ về trí tuệ mà. Đường chỉ trí tuệ, trí đạo của mẫu bàn tay này thì rất là đậm và rõ nét. Những vết cắt rất nhỏ, không đáng kể. Đấy, thể hiện là người thông minh, có đầu óc tính toán, rất là nhanh nhẹn, rất là nhạy bén trong mọi việc. Và người sở hữu trí tuệ như này có thể hướng theo con đường kinh doanh, buôn bán và có số làm chủ lớn. Và sau này sẽ rất là thành đạt đấy. Đấy, đường chỉ trí đạo mọi người thấy không? Là một đường chỉ rất đậm, sâu. Hình như là đậm và sâu nhất trong ba đường chỉ chính. Đấy, rất là rõ nét. Và kèm theo đó lại xuất hiện mấy hình tam giác này. Cũng là dấu hiệu hay được nhiều người hỗ trợ này. Đi tới đâu cũng hay được nhiều người hỗ trợ này. Dù mình có rơi vào những hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa, cũng hay gặp được những sự giúp sức, giúp đỡ từ anh em, bạn bè, mọi người xung quanh. Đấy. Vì thế mẫu bàn tay này về hậu vận sẽ rất là khá. Luôn luôn có người che chở, luôn luôn có người giúp đỡ. Đây thực sự là một cái điều may mắn cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay này, chủ nhân mẫu bàn tay cũng thừa nhận với mình là hiện tại đang làm nghề kinh doanh đấy, nhiều mảng. Và sau này, theo cái dự đoán của mình, bàn tay này sẽ còn rất là thành công bởi vì sở hữu đường chỉ trí đạo đẹp quá. Còn những người nào mà đang có ý định kinh doanh hay đầu tư làm ăn mà có đường chỉ đạo nó ngắn quá đấy, hoặc nó mờ, nó không có đậm sâu, các đường chỉ quá nông cạn, không có đậm thì khó mà có tài quản lý được, làm nó cũng chỉ đổ bể mà thôi. Vì thế khuyên những bạn nào đang sở hữu đường chỉ trí đạo nó quá mờ, quá ngắn thì không nên theo đuổi con đường học hành làm gì, mà hãy nhảy ra ngoài làm tự do hoặc đi làm thuê thì sẽ được ổn định nhất. Không nên hướng cuộc đời theo kinh doanh hoặc làm chủ, sẽ gặp nhiều thất bại đấy. Bởi vì trí tuệ không có, năng lực hạn chế, khó có thể đương đầu được với sóng gió. Và ta cũng không thể nào bỏ qua, đó là đường chỉ tâm đạo. Cái đường này sẽ phản ánh rất rõ về tâm tính của họ, là người thật thà, trung thực, hay là kẻ hèn nhát, hay là kẻ dối trá, thì có thể thể hiện rất rõ trên đường chỉ tâm đạo. Đường chỉ tâm đạo này rất đậm, sâu và rõ nét, đường nào nó ra đường đó. Nhưng mà lại xuất hiện nhiều cạnh tua rua. Đấy, nhiều cạnh tua rua như này. Sẽ là người sẽ khổ tâm, hay bị thị phi, hay bị tai tiếng, hay bị nói xấu, hay bị đặt điều, hay bị vu oan. Đấy, đây là dấu hiệu rất cụ thể. Và người nào mà tâm đạo xuất hiện nhiều đường tua rua như này, tạo thành hình tam giác, cắt xé như này, cũng sẽ là người khổ tâm, nặng gánh gia đình, và chuyện vợ chồng của họ sẽ không thể nào ổn được. Cái điều này nó thể hiện rõ, đó là trên đường chỉ hôn nhân, mọi người thấy không? Đường chỉ hôn nhân của mẫu bàn tay này thì mờ, ngắn, không có rõ nét. Mình đã chia sẻ ở rất nhiều video khác rồi, người nào có đường chỉ hôn nhân mờ lạt, nó sẽ phản ánh là chuyện hôn nhân của vợ chồng họ sẽ không được đằm thắm. Vợ chồng sẽ hay xung khắc nhiều, hay cự cãi nhiều, hay bất đồng xảy ra. Và những cái việc sai trái thường xuyên đến từ đối phương, tức là người chồng của họ. Người chồng của họ sẽ dễ dính vào chơi bời, cờ bạc, rồi không biết quan tâm vợ con,
rồi dẫn tới là vợ chồng dễ bị rạn nứt hay xảy ra xung khắc. Mọi chuyện xấu nó cũng kéo theo từ đây đây. Vì thế mọi người hãy lưu ý, rất kỵ người nào có đường chỉ hôn nhân không được đậm, mờ lạc và ngắn. Mà có một lưu ý của những bạn nào mà đang sở hữu đường chỉ hôn nhân nó mờ, nó lạc và nó ngắn, thì khuyên các bạn là hãy mỗi người làm một công việc, có nghĩa là chồng làm một công việc, vợ làm một công việc, và hàng ngày ít gặp nhau, ít tiếp xúc, ít nói chuyện, thì sẽ tránh được cái sự xung khắc, sẽ tránh được cái sự bất đồng. Bởi cái việc này nó sẽ theo các bạn ấy suốt cuộc đời luôn. Mỗi người, vợ và chồng nên làm một công việc và không nên làm chung để tránh sự mâu thuẫn. Bởi vì khi bàn cái chuyện gì là không cùng chung quan điểm được, vì thế khó mà thống nhất, rồi khó mà đi tới sự thành công được. Và ta quan sát kỹ trên các gò, ta thấy là xuất hiện đường chỉ hướng lên này, một đường chỉ hướng lên này trên gò Thái Dương này. Đây là dấu hiệu người có lộc về đất đai này, kinh doanh về đất đai này, và sau này cũng sẽ có lộc về đất đai này. Và cũng có một cái ô vuông nữa, mọi người thấy không? Hình cũng xuất hiện một hình ô vuông. Nó đóng trên gò Mộc Tinh, cũng là người có lộc về đất đai, có lộc về điền sản. Cũng dễ được thừa hưởng tài sản từ tiền nhân để lại cho. Đấy. Cũng có đường chỉ hướng lên trên gò Thổ Tinh này. Đấy. Đây cũng là dấu hiệu khẳng định lại là hay gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ này, bạn bè này. Và đánh giá về tuổi thọ của mỗi bàn tay này, đường chỉ sinh đạo tương đối là dài, không có quá ngắn. Kèm theo đó là cổ tay của người này nếu mà xét kỹ thì được khoảng hơn 2 ngấn rõ ràng, một ngấn này, 2 ngấn này, khoảng hơn 2 ngấn rõ ràng. Đấy, sẽ là người tuổi thọ khá. Nếu biết tu nhân tích đức hành thiện thì tuổi thọ có thể lên tới 70 tuổi. Nhìn cái mẫu bàn tay này rất là chắc tay. Đấy, khép lại khá là chặt chẽ. Đấy là dấu hiệu về hậu vận sẽ giữ được tiền, tiền của sẽ giữ được. Đấy. Mặc dù sẽ thời trẻ sẽ bị thất thoát một đôi chút, nó có những cái đường mờ nó chạy vào kẽ ngón tay này. Đấy. Sẽ bị thất thoát đôi chút về lúc trẻ tuổi, nhưng cái đường chỉ này cũng rất là mờ, nó không có đậm sâu, vì thế không có đáng lo cả. Và chạy theo đường chỉ sinh đạo chính, cũng có mấy cái đường chỉ sinh đạo phụ nó chạy song song này, mấy cái đường phụ nó chạy song song đây. Đấy cũng là dấu hiệu sẽ được nhờ về con cái của họ sau này sẽ thành đạt, thành danh và họ sẽ được nhờ về con. Những người mà càng xuất hiện nhiều những cái đường chỉ chạy song song, cái đường chỉ sinh đạo chính như thế này, hoặc là một cái đường chỉ dài nó chạy song song đường chỉ sinh đạo chính này, sẽ là người có số đẻ đông con. Con cái có thể sinh nở từ khoảng từ 2 đứa trở lên, chứ không bao giờ mà phải dưới 2 đứa đâu. Và qua cuộc trao đổi, chủ nhân mẫu bàn tay này cũng đã thừa nhận với mình rằng hiện tại đang có một đứa con gái và 2 đứa con trai, các cháu rất là ngoan và nghe lời. Đây cũng là một điểm cộng cho mẫu bàn tay này đây. Thôi, mình cũng xin kết thúc video phân tích chỉ tay tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ sẽ đem lại cho mọi người một cái trải nghiệm thật mới mẻ về cái môn xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.